Lại nữa, Bồ Tát không ngộ được thực tướng các pháp, không biết năm uẩn hòa hợp, bèn có giả tướng danh tự. Ác ma đi đến thọ ký cho rằng ông sẽ làm Phật, danh tự như vậy. Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta vốn có ý nghĩ về danh tự ấy, nay mà nói đồng với sở nguyện của ta, chắc chắn chư Phật thọ ký cho ta. Thế nên sanh tâm kiều mạn khinh các đại Bồ Tát khác, do nhân duyên ấy nên xa lìa đạo vô thượng. Khi chịu tội xong lại rơi vào hàng nhị thừa. Nếu ngài thần này biết sám hối, thời sau khi đền tội xong sẽ nương trở lại, sẽ trở lại nương tựa Bát Nhã Ba La Mật được làm Phật. Vì cớ sao? Nếu để qua thân khác mới sám hối, thời tội càng nặng, khó dứt, không được làm Phật. Tâm Bồ Tát ấy đóng trước vào danh tự xuông, mắc tội nặng, nên Phật nói thí dụ về bốn trọng cấm, phá trọng cấm. Phá trọng cấm ấy thời hiện tân không được thành bốn đạo quả. Vì cớ sao? Vì trong bốn trọng cấm, tội đại vọng ngữ là tự xưng ta là A-la-hán, còn trong kinh này đắm trước theo danh từ thọ ký mà tự cho mình sẽ làm Phật, nên tội nặng hơn phạm bốn trọng cấm. Quá hơn tội ngũ nghịch là như trong phẩm địa ngục đã nói về tội phá hoại Bát Nhã Ba La Mật, mà sự vi tế, tế là không trái ý kia, tùy theo bản nguyện của người kia giúp thành tâm niệm họ. Bồ Tát ấy chưa phát, chẳng thoái chuyển, bị ma dối gạt, nói đã được, đó là ma sự vi tế. Hàng Bồ Tát lợi căn nên giác tĩnh, trừ bỏ xa lìa. Lại nữa, Bồ Tát ở chỗ xa lìa làng xóm, ác ma đi đến khen ngợi rằng, người có thể xa lìa thân tộc, bạn đồng học, một mình ở giữa rừng sâu hành Phật đạo, ấy là đạo hạnh của vị chân Bồ Tát. Bồ Tát nghe lời nói ấy, sanh tâm kiêu mạn khinh các Bồ Tát khác đang ở giữa đại chúng. Vì việc ấy nên xa lìa Phật đạo, rơi vào hàng nhị thừa. Phật dùng mọi cách của trách Bồ Tát ấy là giặc, là Chiên Đà La, vân vân. Như trong kinh này nói, không nên thân cận hạng người ấy. Phật nói xa lìa là tâm xa lìa nhị thừa, bà cõi ấy là chân xa lìa. Như trong kinh nói rộng về các ma sự vi tế như vậy, hãy nên giác tĩnh mà xa lìa. Lại nữa, Bồ Tát thâm tâm muốn cầu được đạo vô thượng. Thâm tâm là nhất tâm, là tâm chuyên nhất, tâm cẩn trọng, tâm ưa Phật đạo, vượt ra ngoài cái vui thế gian nên thân cận thiện tri thức. Vì cớ sao? Vì có hai nhân duyên được vô thượng đạo, một là trong, hai là ngoài. Trong là nhớ nghĩ, tư duy, chủ lượng các pháp một cách đúng đắn. Ngoài là thiện tri thức. Phật ở nhiều nơi nói về tướng mạo thiện tri thức, thế nên Tu Bồ Đề hỏi Phật, thế nào là thiện tri thức của Bồ Tát? Phật đáp, chư Phật, Đại Bồ Tát và Thanh Văn là thiện tri thức của Bồ Tát, sáu ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng, như như pháp tánh thực tế cũng là thiện tri thức, vì các pháp ấy có thể làm thành tựu sự việc Bồ Tát, nên nói sáu ba la mật vân vân là thiện tri thức. Ba hạng thánh nhân ấy, sáu ba la mật ấy khiến Bồ Tát phụng hành được làm Phật, thế nên pháp và người chung gọi là thiện tri thức. Hỏi, Phật và Bồ Tát sáu ba la mật có thể làm thành Bồ Tát nên là thiện tri thức, còn tiểu thừa đạo thì khác, làm sao cùng làm thiện tri thức được? Đáp, có người tiểu thừa đời trước cầu Phật đạo nên có lợi căn, tuy là tiểu thừa mà có tâm thương xót, xem xét họ có thể thành đại thừa, nên vì họ nói pháp đại thừa, biết báo ân Phật khiến cho giống Phật không dứt, như Xá Lợi Phất trong 60 kiếp cầu Phật đạo, tuy thoái chuyển là A-la-hán nhưng cũng có trí tuệ lợi căn, có thể vì hàng Bồ Tát nói pháp đại thừa. Tu Bồ Đề thường tu hành vô tánh tam muội, thường có tâm từ bi đối với chúng sanh nên cũng có thể giáo hóa hàng Bồ Tát về pháp đại thừa. Như Maha Kadhip dùng sức thần thông duy trì thân này cho đến ngày Phật Di Lặc ra đời, ở núi Cửu Túc đi ra, làm nhân duyên đắc đạo cho đại chúng, những việc như vậy rất nhiều. Hỏi, sáu ba la mật thu nhiếp hết các pháp, sau này còn nói riêng 37 pháp trợ đạo cho đến như như pháp tánh thực tế. Đáp, sáu ba la mật là nói lược, bốn niệm xứ vân vân là nói rộng. Giải thích sáu ba la mật, sáu ba la mật là sơ đạo của Bồ Tát, hơi xa, còn 37 pháp trợ đạo là nhân duyên gần. Trong sáu ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật rất lớn. Thí như tuy có nhiều sao sáng mà mặt trời mặt trăng sáng hơn, trong hai ba la mật ấy, bốn niệm xứ và 10 trí lực của Phật rất thù diệu, có thể làm lợi ích lớn, hiện đời làm cho người ta đắc đạo, còn chỉ giới bố thí vân vân không sánh bằng. Nói riêng về pháp vô vi như như pháp tánh thật tế, là vì chân thật không hư dối nên có thể thành Bồ Tát sự. Tu bốn niệm xứ ngộ được như như pháp tánh khiến Bồ Tát ra khỏi hư dối nên gọi là thiện tri thức. Lại nữa, sáu ba la mật
như Phật không khác. Hiện tại Phật dùng pháp ấy độ người nên gọi là Thế Tôn. Lời Thế Tôn nói không thể hoại, lời của sáu ba la mật nói cũng không thể hoại. Thế nên nói sáu ba la mật là Thế Tôn, đó là đạo. Tu theo đạo ấy, đi thẳng vào vô lượng Phật pháp. Những lời nói trong sáu ba la mật, người biết chủ lượng tư duy phân biệt, thường tu hành thời được trí tuệ lớn, phá các vô minh thế gian. Thế nên nói sáu ba la mật là ánh sáng lớn, là đức lớn, là trí, là tuệ, là cứu vớt, là chỗ về, là gò bãi, là đạo rốt ráo như trên nói. Bát nhã ba la mật là mẹ, năm ba la mật kia là cha, hợp lại nói sáu ba la mật là cha mẹ. Như sáu ba la mật nói về bốn niệm xứ cũng như vậy. Trong kinh này nói nhân duyên sáu ba la mật cũng là cha mẹ của chư Phật mười phương ba đời. Sáu ba la mật là pháp tự lợi. Người tu hành muốn lấy sáu ba la mật giáo hóa chúng sanh nghiêm tịnh cõi Phật nên lấy bốn nhiếp pháp thủ chúng sinh tự lợi lợi tha như vậy. Nên Phật nói sáu ba la mật 37 pháp trợ đạo là Thế Tôn, là đạo. Thế nên Bồ Tát nếu muốn không tùy theo giáo lý khác, không tùy theo giáo lý khác là tự biết thực tướng các pháp, cho đến gặp ma biến làm thân Phật đi đến nói khác với pháp thực tướng cũng không tin không theo. Tự được Bồ Tát đạo, dần dần đầy đủ Phật pháp, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, được Phật đạo nên có thể rất nghi lầm cho chúng sinh. Nếu muốn được đạo ấy nên học Bát Nhã. Trong Bát Nhã ba la mật nói đủ các việc thế gian, xuất thế gian, hoặc lớn hoặc nhỏ. Hết cuốn 76 theo bản Hán. Cuốn 77 kinh. Bấy giờ Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tướng Bát Nhã ba la mật? Phật bảo Tu Bồ Đề: Như tướng hư không là tướng Bát Nhã ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã ba la mật không có tướng gì. Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, và chăng có nhân duyên như tướng Bát Nhã ba la mật? Tướng các pháp cũng như vậy ư? Phật bảo Tu Bồ Đề: Như vậy, như vậy. Như tướng Bát Nhã ba la mật, tướng các pháp cũng như vậy. Vì sao? Vì tướng các pháp là tướng lìa, là tướng không. Vì nhân duyên ấy, như tướng Bát Nhã ba la mật, tướng các pháp cũng như vậy, đó là tướng lìa, tướng không. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp, hết thảy pháp lìa, hết thảy pháp không, làm sao biết chúng sanh hoặc nhơ hoặc sạch? Bạch Đức Thế Tôn, pháp tướng lìa không nhơ không sạch, pháp tướng không không nhơ không sạch, pháp tướng lìa tướng không, không thể chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tướng lìa tướng không thì không có pháp có thể thủ đắc. Bạch Đức Thế Tôn, trong tướng lìa tướng không, không có Bồ Tát chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, tôi làm sao hiểu được nghĩa Phật nói? Phật bảo Tu Bồ Đề: Ý ông nghĩ sao? Chúng sanh suốt đêm dài hành theo tâm chấp ngã, ngã sở chăng? Như vậy, Bạch Thế Tôn, chúng sanh suốt đêm dài hành theo tâm chấp ngã, ngã sở. Ý ông nghĩ sao? Tướng tâm chấp ngã, ngã sở ấy là xa lìa, là không chăng? Tu Bồ Đề thưa: Tướng tâm chấp ngã, ngã sở ấy là xa lìa, là không. Ý ông nghĩ sao? Do tâm chấp ngã, ngã sở mà chúng sanh qua lại trong đường sanh tử chăng? Như vậy, Bạch Thế Tôn, do tâm chấp ngã, ngã sở mà chúng sanh qua lại trong đường sanh tử. Đúng như vậy, Tu Bồ Đề. Vì chúng sanh qua lại trong đường sanh tử nên biết có cấu uế phiền não. Nếu chúng sanh không có tâm chấp ngã, ngã sở, không có tâm nhiễm trước, thời chúng sanh ấy không còn qua lại trong đường sanh tử. Nếu không qua lại trong đường sanh tử, thời biết không có cấu uế phiền não, như vậy chúng sanh có được thanh tịnh. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát tập hành như vậy là không tập hành theo sắc thọ tưởng hành thức, là không tập hành theo bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, là không tập hành nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, là không tập hành mười trí lực cho đến trí nhất thiết trùng của Phật. Vì sao? Vì pháp ấy không thể có được, cũng không có chỗ tập hành, cũng không có pháp tập hành. Bồ Tát tập hành như vậy, hết thảy thế gian người trời Atula không thể hàng phục được. Bồ Tát ấy hết thảy thanh văn bích chi Phật không thể sánh kịp. Vì sao? Vì nơi trú xứ không thể sánh kịp, đó là Bồ Tát vị. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát ấy tập hành tâm tương ứng với hy nhất thiết trí, nên không có ai có thể sánh kịp. Tu Bồ Đề, Bồ Tát tập hành như vậy mau gần nhất thiết trí. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đề đều được làm thân người, được làm thân người rồi đều được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ suốt đời cúng dường tôn trọng, tán thán các chúng sanh ấy rồi đem thiện căn ấy hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên đó được phước nhiều chăng?
Tu Bồ Đề thưa, rất nhiều, Bạch Thế Tôn, Phật dạy chẳng bằng kẻ thiện nam, người thiện nữ ở giữa đại chúng sẽ nói chỉ bày phân biệt, khai triển bát nhã ba la mật và nhớ nghĩ đúng đắn, thực hành ứng hợp bát nhã ba la mật, phước đó rất nhiều. Cho đến đối với chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới cũng như vậy. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Chúng sanh ở trong cõi Diêm Phù Đà cùng một lúc đều được làm thân người. Được làm thân người rồi, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ dạy họ tu 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, dạy họ khiến được đạo Tu Đà Hoàn cho đến A-La-Hán, Bích Chi Phật, dạy họ khiến được đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác rồi, đem thiện căn ấy hồi hướng đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Kẻ thiện nam, người thiện nữ ấy được phước nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa, rất nhiều, Bạch Đức Thế Tôn. Phật dạy, chẳng bằng kẻ thiện nam, người thiện nữ đem bát nhã ba la mật thẩm thâm, vì chúng sanh thuyết giảng chỉ bày phân biệt soi sáng khai triển, và chẳng lẻ nhất thiết trí được phước rất nhiều. Cho đến đối với chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới cũng là như vậy. Bồ Tát ấy không xa lìa tâm tương ưng với nhất thiết trí, thời đạt đến bờ mé hết thảy phước điền. Vì sao? Vì trừ Phật ra không có pháp nào khác sánh bằng thế lực của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát khi tu bát nhã đối với hết thảy chúng sanh khởi tâm đại từ, thấy chúng sanh đi đến chỗ chết mà khởi tâm đại bi, khi tu đạo vui vẻ sanh tâm đại hỷ, không có ý tưởng phân biệt liền được đại xả. Tu Bồ Đề ấy là đại trí sáng suốt của Bồ Tát. Đại trí sáng suốt là 6 ba la mật. Này Tu Bồ Đề, các thiện nam tử ấy tuy chưa làm Phật mà có thể vì chúng sanh làm dụng phước lớn, đối với Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cũng không thoái chuyển, được thọ nhận sự cúng dường, y phục, ăn uống, đồ nằm, giường chiếu, thuốc chữa bệnh và các thứ cần để nuôi sống, tập hành tương ứng với bát nhã ba la mật, nhớ nghĩ tới ân thí chủ, có thể báo đáp chóng gần nhất thiết trí. Vì thế nên nếu Bồ Tát muốn không hư phí ăn của thí chủ trong quốc độ, muốn chỉ bày con đường ba thừa cho chúng sanh, muốn vì chúng sanh làm ánh sáng lớn, muốn vớt chúng sanh ra khỏi lao ngục ba cõi, muốn cho chúng sanh con mắt sáng, thời nên thường tập hành bát nhã ba la mật. Khi tập hành bát nhã ba la mật, nếu muốn giảng nói, chỉ giảng nói bát nhã ba la mật, giảng nói bát nhã ba la mật rồi thường nhớ nghĩ bát nhã ba la mật, thường nhớ nghĩ bát nhã ba la mật rồi thường thực hành bát nhã ba la mật, không để cho ý niệm khác khởi lên, ngày đêm siêng tập hành niệm tương ưng với bát nhã ba la mật, không ngừng không nghỉ, thí như kẻ sĩ phu chưa từng được ngọc mani, lúc sau mới được, được rồi rất vui mừng nhảy nhót, sau đó lại mất đi, liền rất yêu sầu thương nhớ, nghĩ ngọc mani ấy, nghĩ rằng ta vì sao bỗng chốc mất của báu lớn ấy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như vậy, thường nhớ nghĩ bát nhã ba la mật, tâm không lìa nhất thiết trí. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tính của hết thảy ý niệm tự xa lìa, tính của hết thảy ý niệm tự không, làm sao Bồ Tát tập hành bát nhã ba la mật không lìa ý niệm tương ưng với nhất thiết trí? Trong pháp xa lìa và không ấy, không có Bồ Tát, không có ý niệm, không có tương ưng nhất thiết trí. Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu hư Bồ Tát biết tính hết thảy pháp tự xa lìa, tính hết thảy pháp tự không, chẳng phải thành văn Bích Chi Phật làm, cũng chẳng phải Phật làm. Biết tướng các pháp là thường trú, pháp chủ, pháp vị, như thật tế, ấy gọi là Bồ Tát tập hành bát nhã ba la mật, không xa lìa tâm niệm tương ưng với nhất thiết trí. Vì sao? Vì tính bát nhã ba la mật tự xa lìa, tự không, không thêm, không bớt. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu tính bát nhã ba la mật tự xa lìa, tự không, thời làm sao Bồ Tát cùng với bát nhã ba la mật được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát với bát nhã ba la mật không thêm không bớt. Vì sao? Vì như pháp tính thật tế không thêm không bớt. Vì cớ sao? Vì bát nhã ba la mật chẳng phải một, chẳng phải khác. Nếu Bồ Tát nghe nói tướng bát nhã ba la mật như vậy mà tâm không kinh, không thối mất, không sợ, không hãi, không nghi, nên biết Bồ Tát ấy tập hành bát nhã ba la mật, nên biết Bồ Tát ấy chắc chắn trú trong địa vị chẳng thoái chuyển. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật không, không có gì của chính nó. Tướng không kiên cố ấy là tập hành bát nhã ba la mật chăng? Không phải. Tu Bồ Đề, bạch Đức Thế Tôn, lìa không lại có pháp tập hành bát nhã ba la mật chăng? Không phải. Tu Bồ Đề, bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật tập hành bát nhã ba la mật chăng? Không phải. Tu Bồ Đề, bạch Đức Thế Tôn, lìa bát nhã ba la mật tập hành bát nhã ba la mật chăng? Không phải. Tu Bồ Đề, bạch Đức Thế Tôn, sắc tập hành bát nhã ba la mật chăng? Không phải. Tu Bồ Đề,
Bạch Đức Thế Tôn thọ tưởng hành thức tập hành bát nhã ba la mật chăng? Không phải, tu Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn sáu ba la mật tập hành bát nhã ba la mật chăng? Không phải, tu Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không trung tập hành bát nhã ba la mật chăng? Không phải, tu Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn tướng sắc không, hư dối không thật, không có gì của chính nó, tướng không kiên cố, tướng sắc như như, pháp tính pháp vị thật tế tập hành bát nhã ba la mật chăng? Không phải, tu Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn tướng thọ tưởng hành thức cho đến 18 pháp không trung, không hư dối không thật, không có gì của chính nó, tướng không kiên cố, như như pháp tính pháp trụ pháp vị thật tế tập hành bát nhã ba la mật chăng? Không phải, tu Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp ấy đều không tập hành bát nhã ba la mật, thầy làm sao tập hành gọi là Bồ Tát tập hành bát nhã ba la mật? Phật bảo tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ông thấy riêng có pháp tập hành bát nhã ba la mật chăng? Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. Này tu Bồ Đề, ông thấy chỗ khả hành bát nhã ba la mật của Bồ Tát chăng? Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. Này tu Bồ Đề, pháp mà ông không thấy, pháp ấy có thể có được chăng? Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. Này tu Bồ Đề, nếu pháp không thể có được, pháp ấy sẽ sinh ra chăng? Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. Này tu Bồ Đề, ấy gọi là Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, Bồ Tát thành tựu nhẫn ấy, thời được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, ấy gọi là trí không ngại không sợ của chư Phật. Bồ Tát tập hành pháp ấy một cách siêng năng tinh tấn. Nếu không được trí lớn, trí nhất thiết chủng, tức là trí vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời không có lẽ ấy. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy từ khi được vô sanh pháp nhẫn cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác không giảm không thối. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, tướng các pháp là vô sinh, ở trong đó được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Không phải, tu Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, tướng các pháp sinh, ở trong đó được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Không phải, tu Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, tướng các pháp chẳng phải sinh, chẳng phải không sinh, ở trong đó được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Không phải, tu Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, vậy các Bồ Tát làm sao biết các pháp mà được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật bảo tu Bồ Đề, ông thấy có pháp được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn, con không thấy có pháp được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không thấy pháp có người được và chỗ được. Phật dạy, như vậy, như vậy. Nếu Bồ Tát khi đối với hết thảy pháp không có sở đắc gì, nên không nghĩ rằng ta sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc dùng việc ấy được vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì các Bồ Tát tập hành bát nhã ba la mật không có các ức tưởng phân biệt. Vì cớ sao? Vì trong bát nhã ba la mật không có các ức tưởng phân biệt. Luận hỏi, trên đã nói mỗi mỗi tướng bát nhã, sao nay còn hỏi lại? Đáp, bát nhã ba la mật vi diệu đệ nhất, nghe không chán, không có khi nào đủ, không có tướng nhất định, nên không nên nạn hỏi. Như Đại Bồ Tát ở ngôi thập trụ, đối với bát nhã ba la mật còn chưa đầy đủ, huống gì tu Bồ Đề là hạng người tiểu thừa. Lại nữa, nghe trên kia mỗi mỗi khen ngợi bát nhã là cha, là mẹ, vân vân, thế nên hỏi lại. Phật nhân tu Bồ Đề hỏi, nên vì các chúng sanh khác nói rộng tướng bát nhã ba la mật, tu Bồ Đề gọi tướng hư không là tướng bát nhã ba la mật, như tướng hư không không có sắc, không có tướng phi sắc, bát nhã ba la mật cũng như vậy, không có tướng gì của chính nó. Tu Bồ Đề lại hỏi, và chăng có nhân duyên mà tướng các pháp như tướng bát nhã chăng? Phật đáp, có, vì hết thảy pháp rốt ráo không, rốt ráo liền tướng, nên nói như tướng bát nhã ba la mật, hết thảy pháp cũng vậy. Tu Bồ Đề gạn hỏi, nếu hết thảy lìa tướng, không tướng, thầy làm sao biết có nhơ có sạch, làm sao Bồ Tát được đạo vô thượng? Phật bảo tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Chúng sinh suốt đêm dài hành theo tướng ngã, ngã sở, theo nghĩa của Phật nói như ngã, ngã sở, rốt ráo không có. Vì chúng sinh điên đảo si cuồng, chấp có, nên sinh các phiền não, nhân các phiền não nên có nghiệp, nhân nghiệp nên qua lại trong đường sinh tử. Các việc ấy rốt ráo không? Vì sao? Vì ngã không có nên tâm ngã sở hư dối, tâm ngã sở hư dối nên các pháp nhân quả khác chuyển chuyển đều hư dối, tâm ngã sở hư dối nên các nhân quả khác chuyển chuyển đều hư dối. Nếu do thật trí tuệ bát nhã ba la mật quán năm uẩn vô thường, khổ không vô ngã, lìa tự tướng không, từ xưa nay rốt ráo không sinh, bây giờ tâm chấp ngã, ngã sở tiêu diệt, như mặt trời xuất hiện, các bóng tối đều mất. Vì tâm chấp ngã, ngã sở diệt, nên các phiền não diệt. Vì các phiền não diệt, nên nghiệp duyên cũng diệt.
Vì nghiệp duyên diệt nên việc qua lại trong đường sinh tử chấm dứt, ấy gọi là tịnh. Tùy tưởng hết thảy pháp đều không, nhưng cũng do nhân duyên như vậy, nên có sạch có nhơ. Khi ấy Tu Bồ Đề suy nghĩ, trù lượng lời Phật xong, bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hành như vậy thật không hành sắc. Vì sao? Vì Bồ Tát không thủ đắc tướng tập hành, chỗ tập hành, người tập hành. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát tập hành được như vậy, thời hết thảy trời, người thế gian không ai hàng phục được. Người thế gian đều chấp trước giả danh, còn hành giả thời tu hành thật pháp, cho nên không thể hàng phục. Người thế gian chấp đắm vào mọi thứ hư dối điên đảo và quả báo hư dối, còn Bồ Tát đối với rốt ráo không, còn không chấp trước huống gì các pháp khác. Như vậy, làm sao hàng phục được? Trời người Atula thế gian là hạng người có trí tuệ trong ba đường thiện, nên nói không thể hàng phục. Lại nữa, hết thảy thanh văn bích chi Phật là không thể sánh kịp. Đây là hạng ở trên ba đường thiện, là y cứ nơi người chưa đắc đạo mà nói, còn trong đây nói người đắc đạo không thể sánh kịp. Lý do không thể sánh kịp là khi Bồ Tát vào pháp vị, thời hết thảy ma, kẻ ma xui khiến không thể làm não hại. Bồ Tát ấy thường tập hành tâm tương ương như thiết trí, gần với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì không chấp trước hết thảy pháp, thường chứa nhóm hết thảy pháp trợ đạo, nên Phật chấp thuận lời kia mà khen ngợi. Phật muốn đem trí tuệ như vậy vì người khác nói, nên trước tán thán hạnh tự lợi của Bồ Tát, nay vì loại tha phân biệt quả báo phước đức, nên hỏi Tu Bồ Đề: Ý ông nghĩ sao? Chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề đều được làm thân người như trong kinh này nói rộng, cho đến tâm tương ưng với nhất thiết trí là vượt trên hết thảy dụ phước. Trong đề nói nhân duyên rằng, nếu Bồ Tát tự tu Bát Nhã Ba La Mật cũng dạy người khác tu, người ấy đối với hết thảy dụ phước có thể đạt đến bở mé nó. Dụ phước là từ Tu Đà Hoàng cho đến Phật, Bồ Tát có thể thực hành như Bát Nhã nói, thời được làm Phật. Các phước đức thiện pháp khác vì lìa Bát Nhã Ba La Mật nên đều cùng tận, còn Bát Nhã Ba La Mật không thể cùng tận. Kinh nói không có phước đức nào khác bằng thế lực của Bồ Tát, khi là khi Bồ Tát tu hành Bát Nhã được các nhẫn lực đối với các pháp bình đẳng, được bình đẳng nhẫn, nên tuy tu hành không cũng có thể tu bốn tâm vô lượng. Trong bốn tâm vô lượng, tâm đại bi là gốc của đại thừa, thấy chúng sinh đi đến cái chết như người tù bị giết, các Bồ Tát có thể phát sinh sáu ba la mật cho đến trí nhất thiết trùng, nên tuy chưa được đạo vô thượng đã là ruộng phước cho hết thảy chúng sinh. Thế nên nói, Bồ Tát nếu muốn không đúng buồng ăn của thí chủ trong nước, hãy nên học Bát Nhã Ba La Mật. Không luống uổng ăn là có thể báo đáp ơn thí chủ, có thể phát sinh đạo, có thể làm cho phước đức của thí chủ không cùng tận cho đến vào Niết Bàn. Nếu chỉ bày đạo ba thừa cho chúng sinh, chỉ bày nhất thiết trí rất sáng cho chúng sinh, cũng muốn kéo chúng sinh ra khỏi bốn trói buộc trong ngục ba cõi, muốn chúng sinh được năm mắt, phải nên thường tu niệm tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Niệm tương ưng tức là tâm Bát Nhã. Nếu tập hành tâm Bát Nhã, thời nếu có nói gì chỉ nói Bát Nhã Ba La Mật mà thôi. Phật sắc dạy đệ tử, nếu hòa hợp cậu chú, thường nên hành hai việc, một là hiền thắng thánh im lặng, hai là thuyết pháp. Hiền thánh im lặng là tâm Bát Nhã, thuyết pháp là thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Người ấy từ tâm Bát Nhã phát xuất thuyết Bát Nhã Ba La Mật, thuyết Bát Nhã Ba La Mật rồi trở lại vào trong Bát Nhã, không để cho tâm khác, lời khác xen vào. Ngày đêm thường tu như vậy không ngừng không nghỉ, như vậy sẽ được công như trước nói. Phật muốn làm cho việc ấy rõ ràng nên nói thí dụ, như người nghèo mất của báu có giá trị lớn thường nhớ mãi không rời. Bồ Tát cũng như vậy, không rời tâm nhất thiết trí, thường tu Bát Nhã Ba La Mật không ngừng không nghỉ. Bấy giờ Tu Bồ Đề nghe việc ấy, liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy tâm niệm đều không, làm sao Bồ Tát không rời niệm nhất thiết trí? Vì trong không, Bồ Tát không thể có được, nhất thiết trí cũng không thể có được. Phật đáp: Nếu Bồ Tát biết hết thảy pháp ra rời tự tánh, chẳng phải thanh văn bích chi Phật làm ra, cũng chẳng Phật làm ra, mà từ nhân duyên xuất sinh các pháp tướng như như thật tế, thường trụ thế gian, tức là Bồ Tát không rời hạnh Bát Nhã Ba La Mật. Phật tự nói nhân duyên, vì Bát Nhã Ba La Mật không xa lìa nên không thêm không bớt. Tu Bồ Đề nghe như vậy lại hỏi Phật: Nếu Bát Nhã Ba La Mật tánh không, làm sao Bồ Tát hợp cùng Bát Nhã được đạo vô thượng? Phật theo câu hỏi của Tu Bồ Đề mà nói rằng, nếu Bồ Tát hợp cùng Bát Nhã Ba La Mật, thời không thêm không bớt, vì các pháp như như pháp tánh thật tế không thêm không bớt, nên Bát Nhã Ba La Mật không thêm không bớt.
Bát nhã tức là các pháp như như pháp tánh thật tế, như như pháp tánh thật tế tức là bát nhã ba la mật. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, như như pháp tánh thực tế chẳng phải một chẳng phải khác, bát nhã cũng như vậy. Pháp thế gian chẳng phải một tức là hai, chẳng khác tức là một, còn bát nhã ba la mật không như vậy, nên bát nhã ba la mật vô lượng vô biên.